Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mai Mít Ước. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và nhiều sức khỏe. Hôm nay em sẽ nấu món hủ tiếu chay nha, một món ăn rất là thanh đạm. Cách nấu cũng rất là đơn giản, không mất quá nhiều thời gian. Trước tiên, nấu món hủ tiếu chay thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: cà rốt, củ cải trắng, củ cải mặn, mướp, táo, củ sắn, hành tím, hành ba rô. Nếu như mình không có thì mình dùng hành lá cũng được, vì mình không phải là ăn chay chính gốc. Nấm, đậu hũ, tàu hũ kỳ, chả các loại, giá hẹ, xà lách ăn kèm. Bây giờ em xin mời cả nhà cùng sơ chế nguyên liệu với em nha. Gọt các loại củ xong rồi thì mình đi rửa sạch. Khi đã rửa sạch rau củ quả ra rồi thì mình sẽ cắt ra thành từng khúc tùy theo ý của mỗi người và cắt cũng khác nhau nữa nha. Còn em thì cắt theo cái kiểu bình thường như ở nhà mình ăn thôi. Khi mà đã cắt rau củ xong rồi thì em cũng sẽ quay qua cắt tàu hũ và chả. Tại vì chả này thì em mua tới hai loại, là có rất là nhiều loại chả luôn. Tùy theo sở thích của mỗi người mà mình mua loại chả khác nhau nha.
khi mà đã cắt chả xong rồi thì em sẽ bắt một nồi nước lên và cho vào đó một ít muối và cho rau củ đã cắt vào nồi. Sau đó thì em sẽ đậy nắp lại. Thời gian đó thì mình chuẩn bị cái chảo lên và chờ khi chảo nóng thì cho dầu ăn vào, chờ dầu sôi thì mình sẽ cho tàu hủ kỳ vào chiên. Mình cho tàu hủ kỳ từ từ vào vì chiên tàu hủ kỳ nhanh quá dễ bị cháy khét. Ăn hủ tiếu chay thì có tàu hủ kỳ thì mới ngon. Khi xong rồi thì em cũng dùng cái chảo dầu đó để dùng để chiên tàu hủ. Vì tàu hủ này em mua người ta đã chiên rồi, nhưng mà em cắt ra thì em sẽ chiên lại một lần nữa cho những bên tàu hủ mặt vàng đều lên. Khi mà mình nấu hủ tiếu thì cái mặt tàu hủ nó sẽ không có bị vỡ. Và lúc này thì em sẽ chở tàu hủ lại vì mặt bên kia nó đã vàng rồi, thì bây giờ em sẽ chở mặt bên đây cho nó vàng đều hai mặt luôn. Khi mà tàu hủ đã vàng rồi thì em sẽ vớt ra dĩa. Khi đã vớt tàu hủ ra dĩa rồi thì lúc này thì cái nồi thì nước súp của hủ tiếu cũng đã sôi lên và em sẽ đi hết bọt.
Tại vì cho cái nồi thì nước súp sôi sôi thiệt là sôi lên để cho nước súp ra các chất rau củ nó ra nước ngọt. Vì em nấu cái này thì em không có dùng nhiều đường, em chỉ nêm thêm một ít đường nữa thôi. Khi mà đã hết bọt xong rồi thì em sẽ cho nấm vào. Mà em cho thịt lắc chay vào. Khi mà đã cho thịt lắc chay vào rồi thì em sẽ vớt những cái miếng táo hồi nãy em bỏ vô để hầm á, bây giờ nó đã rục rồi thì em đã vớt ra. Khi đã vớt táo ra xong rồi thì em sẽ cho tàu hũ và chả chay vào. Và em nêm vào đó một ít hạt nêm và một ít đường, tại vì rau củ ra rất là nhiều chất ngọt rồi cho nên em nêm thêm một ít nữa cho vừa ăn. Bây giờ em sẽ bắt một cái chảo lên bếp và cho ít dầu vào. Khi mà dầu nóng thì em cho hành tím băm lúc nãy vào phi thơm, vì phi thơm hành tím này một chút để em chan lên hủ tiếu cho cái tô hủ tiếu của mình có mùi thơm. Khi đã phi hành tím xong rồi thì lúc này em sẽ bắt một cái nồi nước lên và em cho vào tô một ít giá. Khi nước sôi thì em sẽ cho hủ tiếu vào trộn. Trụng hủ tiếu xong rồi thì em cho vào tô chả, đậu hũ các loại. Xong rồi em sẽ múc nước dùng chan vào. Nhìn tô hủ tiếu đầy đủ màu sắc, nước súp thì rất ngọt của rau củ, dai dai của sợi hủ tiếu, giòn giòn của giá hẹ, trông thật là bắt mắt. Mời cả nhà cùng dùng hủ tiếu chay với em. Nếu cả nhà thấy video của em hữu ích, xin mọi người hãy ủng hộ em bằng một like và một subscribe kênh của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo. Bye bye!